Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải, có thể nói là vua bán tải mà chúng tôi vừa mới mua về được đấy ạ. Đấy, màu lại cũng rất là hot quý bạn nhé, màu xám xi măng. Màu xám xi măng thì trong vòng một năm nay thì cái màu này rất là mới, màu này vừa ra mới mà rất là hot quý vị và bạn nha. Quý bạn thấy ở trên đường, chạy trên đường những chiếc xe màu xám xi măng này đang rất là hot, kể cả từ xe máy nhé chứ không riêng gì ô tô ạ. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger Raptor quý vị và bạn nha. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đặc biệt là biển A, đăng ký biển A, thuế 12%, cho nên là biển A tức là sử dụng không giới hạn quý bạn nhé, không có giới hạn sử dụng như xe con luôn, như xe con, chứ những chiếc xe bán tải biển H thì lại có giới hạn sử dụng. Đấy. Còn chiếc xe này là biển A, không có giới hạn sử dụng. Chiếc xe này màu xám xi măng. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan. Chiếc xe được sản xuất tại Thái Lan và được trang bị động cơ 2.0 biturbo quý bạn nhé. Đấy, phiên bản Ford Ranger Raptor, chiếc xe này siêu lướt, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 và đăng ký cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân và dàn lốp thì còn rất là dày, rất là mới quý vị bạn nhé, tất cả còn rất là mới vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 10,000 thôi. Đấy, đây là cái ba đời sốc trước của chiếc xe, còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ, từ tất cả không khác gì một chiếc xe mới ạ. Đấy, tuy là biển tỉnh, đăng ký biển tỉnh, bây giờ về Hà Nội thì cũng phải sang tên quý vị bạn nhé, phải sang tên và thuế tiếc các thứ như một chiếc xe con luôn quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này, chiếc xe mới lăn bánh được có 1,7 thôi, tất cả là còn như mới. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được đến đây đấy ạ, vừa chạy về được đến đây và còn nguyên tất cả các thứ mà chưa có dọn dẹp gì cả, đồng hồ các thứ nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe lăn bánh chuẩn 1,7, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, và chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng luôn vì mua là cuối năm 2021 cho nên là còn bảo hành dài tại hãng nữa ạ. Trang bị nội thất da cao cấp, ghế chỉnh điện. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Option thì ở chiếc xe vua bán tải này thì nó đầy đủ rồi, không còn thiếu một cái gì cả quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, chỉ có bẩn là do chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn rửa gì cả thì nó hơi bẩn một chút thôi, chứ tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Hôm nay là tôi vừa mới mua về được thì thời tiết nó lại mưa cho nên là chúng tôi cũng chưa có dọn rửa đâu. Tôi quay tạm cho quý vị các bạn cùng xem đấy. Nội thất da cao cấp pha lẫn ở giữa là da lộn quý vị các bạn nhé. Đấy, option thì rất là nhiều ở chiếc xe bán tải này, thì bán tải này dòng này là dòng cao cấp rồi. Đấy, đồng hồ rất là nhiều các option quý vị bạn ạ. Đấy, màn hình Shin 3 đầu và camera lùi đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé, không còn thiếu một cái gì nữa ở cái vô bán tải này, thì không còn thiếu cái gì cả. Đấy, cái vô lăng thì quý bạn xem đấy, rất là nhiều option và trang bị rất là nhiều các tính năng ở trên vô lăng. Đấy, nội thất da cao cấp rồi, rất là đẹp, ghế chỉnh điện. Đấy, phiên bản này, Raptor 2021, lốp còn rất là dày quý vị bạn nhé, mới có hơn 10,000 thôi thì không có vấn đề gì so với cái dàn lốp của chiếc xe Raptor này. Dàn lốp của những chiếc xe địa hình này thì tương đối là dày quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn còn rất là mới này, tất cả còn rất là mới này, rất là đẹp này. Biển thì cũng là đẹp thôi, nhưng mà nếu về Hà Nội thì chúng ta phải sang tên. Nắp thùng cuốn và chỉnh điện quý bạn nhé, cái nắp thùng là nắp thùng cuốn, chỉnh điện, khiển điện rồi, đóng mở toàn bằng điện hết quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, nội thất thì rất là mới rồi. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về cho nên là chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp đi một chút và chúng tôi sẽ làm lại video đăng báo giá cho quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì bây giờ nó cũng đang loanh quanh ở cái giá khoảng từ 1,3 tỷ đến 1,4 tỷ quý vị và bạn nhé, trong cái khoảng đấy, cho nên là tôi sẽ về, chúng tôi sẽ dọn dẹp lại và báo giá lại cho quý vị và các bạn trực tiếp sau. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger Raptor 2021 siêu lướt hơn 10,000 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua xem xe tại cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe bán tải siêu lướt này ạ. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày,
rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái động cơ này. Động cơ mà chúng tôi cũng vừa mới mua về, chưa có dọn rửa gì nhé. Và động cơ thì rất là mới, rất là đẹp. Vì chiếc xe này là còn bảo hành, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Có thể check tại hãng luôn ạ. Và chiếc xe này thì thưa với quý vị bạn, trong hãng bây giờ nếu như quý vị và các bạn muốn mua thì phải đặt ký chờ sang năm mới được nhận xe cơ ạ, không có ngay đâu. Cho nên là những chiếc xe siêu lướt này là rất là hot quý vị và các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp này. Tất cả là còn nguyên bản và chưa có một vết sơn nào quý bạn nhé. Bên ngoài chưa có một vết xước và cũng chưa sơn lại một vết nào, cho nên là bên trong này nó còn nguyên bản là điều đương nhiên. Đấy, rất là mới. Về cái động cơ này thì rất là mới quý vị các bạn nhé. Động cơ 2.0 biturbo đấy ạ. Rất là mới và rất là đẹp luôn. Còn nguyên bản hết, chưa có một cái con ốc nào mở và chưa có sửa chữa tí nào nữa. Chưa có một, chỉ có mới thay dầu thôi quý bạn ạ, chứ chưa làm gì cả đâu ạ. Rất là đẹp rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger Raptor 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.